Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Anh em nào mà đang suy nghĩ tới Pro Max ấy mà cái giá thành của nó đang khá là cao ấy, mà muốn mua một con Pro Max mà giá thành nó êm hơn, nó nhẹ nhàng hơn thì mình xin giới thiệu các anh em hướng tới Pro Max Lock. Ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu với các anh em một con Pro Max Lock mà giá nó cũng khá là ok, nhưng mà cái hình thức của nó thì nó thẳng luôn với các em là hình thức của nó không được đẹp, không được đẹp. Nhưng mà cái giá của nó khá là nhẹ nhàng. Đây xin giới thiệu với các anh em Pro Max Lock 64GB phiên bản màu đen nhá. Đang được bên mình bán ra với giá là 17 triệu rưỡi. Cái hình thức của nó như mình nói lúc nãy thì nó không được đẹp, thì nó không được đẹp ở địa điểm nào thì mình sẽ show từng phần cho các anh em xem nhá. Đầu tiên là bên cạnh này, các anh em xem kỹ chưa? Rõ chưa? Đây bên cạnh nhá. Đấy. Mình sẽ show chậm chậm một chút cho các anh em xem hình thức của máy như thế nào. Đấy, bên cạnh một cạnh ok nhá, cạnh đít thì sao ạ? Đấy, đít cũng ok luôn, bóng lồn lộn. Về mặt Pro Max ấy thì mình khá là thích cái màu đen, nhìn nó khỏe, chứ màu vàng màu xanh thì mình cũng không ham mô lắm. Màu đen thì nhìn nó khá là khỏe. Cạnh bên tiếp theo nhá, sâu rất gần và từ từ cho các anh em xem. Đó, cạnh thì ok đúng không ạ, nhưng mà con này nó bị, nói chung là nó bị lỗi một chỗ. Đây mình sẽ show các anh em xem nó bị lỗi mặt lưng anh em. Mặt kính lưng thì ok, nhưng mà nó bị sứt ở phần cam này, không hiểu khách cũ họ dùng kiểu gì mà để bị sứt ở cái phần cam này. Nó không phải là cái phần cam mà nó sứt ở gần khu vực cam, ở cái phần hình vuông này. Đấy các em xem thấy không, nó bị sứt này, sứt mất hai miếng, nhìn nó hơi mất thẩm mỹ. Nhưng mà nói chung là nó không không bị ảnh hưởng gì đến cụm cam cả nên khá là ok. Và cái giá mà mình đưa ra cho các bạn thì cái giá này so với cả giá máy 99 thì nó cũng đang rẻ hơn rất nhiều đấy. Giá máy 99 thì nó bây giờ tại thời điểm hiện tại nó sẽ phải rơi vào tầm 19 10 18, ít nhất là phải tầm 18 rưỡi đến 19 triệu cho một con máy Pro Max Lock, mà hình thức nó là hình thức đẹp hơn, tức là nó không có một tí vết gì cả. Con này thì nó bị một cái vết ở phần cam như thế này thì giá của nó chỉ là 17 triệu rưỡi thôi, thì đây cũng là một cái mức giá mà nó cũng được giảm rẻ đi hơn rất nhiều rồi. Anh em nào thích có thể hướng tới nó. Còn cái phần cạnh này thì nó cũng không quá lộ đâu, khi mà sử dụng ốp đè lên ấy, thì nó cũng không lộ đâu nhá. Mình thử ốp vào cho anh em xem nhá. Đấy thì nó không lộ đâu, không kiểu lướt ánh sáng qua thì mới thấy thôi, còn bình thường thì cũng chả ai để ý đến cái phần bên viền này làm gì cả, đúng không? Đấy thì các em có thể cân nhắc đến con này thì cái giá nó nhẹ nhàng hơn, nó chỉ rơi vào tầm 17 triệu rưỡi như thế thôi. Đấy 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 là về ngoại hình. Còn tiếp theo mình sẽ nói về phần cấu hình và các thứ đi. Thì cũng nhân tiện cái phần cam nó bị sứt sứt một tí đây thì mình nói thẳng luôn về cụm cam triple của nó. Cụm cam này nó sẽ cho khả năng đây đây là cụm cam triple 12 chấm nhá. Cụm cam này nó sẽ đưa cho Pro Max ấy nó một khoảng như thế nào nhỉ, cho Pro Max cái khả năng lấy nét, bắt nét nhanh hơn gấp 4 lần này, góc chụp rộng hơn rất nhiều lần này, khoảng 3 lần gì đấy mình nhớ không rõ đâu, khoảng 3 hay 4 lần về phần góc chụp ấy. Tiếp theo đó là cái khả năng chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng, bóng đêm các thứ thì nó cũng đẹp hơn rất nhiều so với những con điện thoại khác. Cái mặt kính lưng của bọn Pro Max này thì nói chung là mình khá là thích, bởi vì nó là mặt kính lưng nhám và sờ vào nó sẽ không bị bám vân tay, so với iPhone 11 hay là XS Max với iPhone 11 mà sờ cái mặt kính lưng của nó chắc, bởi vì nó là mặt kính lưng trong ấy, sờ vào nó bị bám vân tay trông nó khá là bẩn. Màn hình của Pro Max đang sở hữu cho mình một cái màn hình tương đối lớn và đẹp. Tại sao mình nói là tương đối lớn và đẹp? Thì Pro Max đang sở hữu cho mình màn hình là 6.5 inch và OLED. Như anh em đã biết thì màn hình OLED đang là một trong những cái màn hình mà hiển thị cực kỳ đẹp và nó khá là đắt. Vì thế mà ví dụ như một con Pro Max như thế này mà hỏng mất phần màn thì tức là đã mất đi một nửa cái giá trị máy rồi. Nên vì thế mà anh em hiểu là cái màn của Pro Max nó đắt như thế nào, rất là đắt nha. Còn về cái cấu hình bên trong ấy thì Pro Max cũng đang sở hữu cho mình một cái cấu hình cũng tương đối là khủng khiếp. Sở hữu cho mình cái chip A13 Biotic 6 nhân, chip khủng khiếp nhất của Apple tại thời điểm hiện tại. Bộ xử lý đồ họa là GPU 4 nhân này.
RAM của nó thì là RAM 4GB. RAM 4GB là cực kỳ thừa thãi tính tới thời điểm hiện tại. Chơi tất cả các loại game này, làm cái gì cũng được. Bởi vì bây giờ trên mobile ấy, trên điện thoại di động ấy, thì thực sự là không có cái ứng dụng hoặc là cái game nào mà có thể đốt hết được cái 4GB RAM của Pro Max cả. Bên cạnh đó thì viên pin của Pro Max phải nói là đây một viên pin cực kỳ trâu chó luôn. Gần 4000 mAh, thông số chính xác là 3969 mAh. Wow. Một viên pin lớn như thế này thì dùng có mà bét là nhè. Đồng ý là cái cấu hình của Pro Max thì bây giờ nó cũng đang là một cấu hình tương đối lớn đúng không? Nhưng mà với việc một viên pin lớn kèm theo thì nó sẽ giúp cho cái thời lượng sử dụng Pro Max của bạn nó đảm bảo hơn. Đó. Đó là về mặt hình thức và cấu hình bên trong. Tiếp theo đó là nói về mặt lốc nhá. Lốc thì các bạn biết là iPhone lốc ấy thì nó sẽ bị cái gì ạ? Nó sẽ không thể sử dụng SIM nào khác ngoài cái nhà mạng mà được phát hành ra con iPhone lốc đó. Ví dụ như các bạn đang sử dụng một con iPhone lốc đến từ Viettel chẳng hạn, thì các bạn chỉ được sử dụng SIM của Viettel thôi và các bạn sẽ không sử dụng được SIM của nhà mạng khác. Ví dụ như cắm vào của Vinaphone nhá, thì con máy đó nó sẽ bị văng ra và nó sẽ thông báo là không sử dụng được SIM này và SIM này không hỗ trợ và nó sẽ không hoạt động được gì cả. Nhưng mà các bạn cũng đừng quá lo, khi mà nếu như các bạn mua con máy lốc này bên mình thì bên mình sẽ fix lốc miễn phí cho các bạn. Fix lốc bây giờ thì nó cũng khá là đơn giản, fix đâu đó nó chỉ khoảng 10-15 phút thôi. Và trong đó thì khi mà fix lốc được rồi ấy, thì cái điều bất tiện duy nhất của các bạn sẽ bất tiện đó chính là các bạn sẽ phải sử dụng một cái SIM ghép, một cái SIM ghép khác để mà đè lên cái SIM mà bạn đang sử dụng. Đó, thế thôi. Thì như thế các bạn sẽ sử dụng được cái SIM của bạn. Và nhưng mà còn về chức năng thì nó sẽ full chức năng như một con máy quốc tế bình thường. Các bạn muốn nghe gọi nhắn tin các thứ nó sẽ sử dụng được hết, iMac, iMac sử dụng được hết. Vì thế mà các bạn cứ yên tâm khi mà mua con iPhone lốc nhá. iPhone lốc nó chỉ thua so với quốc tế ở cái điểm đấy thôi, vì thế mà cái giá thành nó rẻ hơn rất nhiều. Đấy, mình xin nhắc lại một lần nữa thì con máy này nó là máy gì, nó chính là Pro Max lốc 64GB đang được bên mình bán với giá là 17,5 triệu. Hình thức của nó thì như mình vừa sâu ấy, đó là hình thức 98%. Đây, nó bị sứt một phát ở phần cao như thế này. Còn về các cạnh bên này, về mặt màn hình này, hay là về mặt lưng nhá, mặt lưng không tính đến cái phần này nhá, thì nó đều đảm bảo, đều không có sứt sát gì nhiều. Nó chỉ bị duy nhất ở cái phần cam này thôi. Duy nhất ở phần cam này khá là tiếc. Ví dụ như con này mà không bị phần này thì giá của nó sẽ không phải là giá 17,5 triệu đâu. Nó sẽ phải rơi vào tầm ít nhất là 18,5 triệu, ít nhất là 18,5 triệu cho đến 19 triệu. Tùy theo nơi bán vào cái cách mà họ nhập lại bao nhiêu đó. Anh em nào thích Pro Max thì mà muốn cái giá nhẹ nhàng thì suy nghĩ tới nó, em nói nhá. Thích máy này thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mà mình để bên dưới hoặc là qua luôn cửa hàng bên mình để xem và trải nghiệm máy. Còn đừng quên hãy cho mình một like, một subscribe để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên mình. Mình xin phép được dừng cái clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em. Bye bye.